chị mình chỉ cần trả trước cũng khoảng 7-8 triệu. Nhưng mà hai Hiếu chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hiếu Chào Anh nha. Thì hôm nay là cũng gần ngày 12-13 tháng 3 nha, mình sẽ báo giá cho anh chị mình cái những cái mẫu xe của Honda Việt Nam, từ xe số cho đến xe tay ga. Hôm nay tháng 3 thì anh chị mình mua xe tại Hết Thành Hiếu sẽ có rất là nhiều khuyến mãi luôn, đặc biệt là đang có những một số dòng xe nó đang hỗ trợ trả góp là 0% lãi suất luôn nha. Rồi đi từ từ thì trước mặt các anh chị mình đây là cái mẫu Honda Way Alpha. Hôm nay thì Way Alpha này nó đang có giá rất là tốt luôn và đầy đủ các màu sắc, từ phiên bản cổ điển là phiên bản đặc biệt hay là phiên bản cao cấp tiêu chuẩn như có đầy đủ hết. Ở trước mặt mình là cái phiên bản cổ điển màu trắng xám, thì con này nó được ra mắt vào mấy tháng nay thôi và đang được rất là hút hàng luôn. Thì con này giá nó chỉ gần khoảng 20 triệu thôi và đang có chương trình hỗ trợ trả góp cho mình đối với dòng Way Alpha là 0% lãi suất luôn nha. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu đỏ, màu xanh và màu trắng và giá nó khoảng tầm 18.600.000. Đó, Way Alpha này giá này rất là tốt luôn và trả trước chỉ cần là khoảng 3 triệu trở lên thôi là mình nhận xe ngay Way Alpha này ngay nha. Mẫu này thì nó được cái là nó gọn nhẹ, đó. Màu sắc rất là đa dạng luôn, động cơ 110 phân khối, anh chị mình mua xe để đi học, đi làm hay là đi công việc hàng ngày rất là tiện lợi luôn nha. Ở cùng phân khúc với con Way Alpha này thì nó sẽ có con Way Blade và giá nó cũng khá là tốt, chưa tới 22 triệu nha. Ở Way Blade này nó cũng rất là nhiều màu luôn và động cơ nó cũng là động cơ 110 phân khối bình xăng con. Nhưng mà đối với con Way Blade này thì nó sẽ có trang bị cho mình ở cái phiên bản như là bánh căm thắng đĩa nè, bánh mâm nổ và bánh căm thắng đùm, thì giá nó sẽ dao động từ khoảng 19.500.000 cho đến 22.500.000 ở đời 2023 và 2024 luôn nha. Còn cái trước mặt các anh chị mình đây là cái màu đen nhám mà được hết sơn lại phối màu, thì cái màu sơn này sẽ được bảo hành cho mình là 2 năm. Nó có bong chóc hay là có xuống màu thì ghé hết sẽ được sơn lại miễn phí luôn nha. Và đối với con này nếu mà mình mua luôn thì mình cộng thêm khoảng 1.2 triệu nữa đó, và hỗ trợ trả góp cho mình đi. Con này nó có lãi suất rất là hấp dẫn, khoảng từ 0.79% trở lên đó, trả trước khoảng 4 triệu đến 5 triệu là nhận xe ngay nha. Way Blade nó có bánh mâm cho anh chị mình luôn, ví dụ như mình mua chở đồ rồi mình muốn cho nó cứng cáp thì có thể là lấy ngay con Way Blade này, nó có bánh mâm, nhìn nó cứng cáp hơn so với mẫu Way Alpha. Way Alpha thì nó chỉ có bánh căm thôi nha. Rồi tiếp đến là cái mẫu Honda Future, thì cái dòng xe này hổng gầy, nó đang rất là hot luôn và được quan tâm rất là nhiều khách hàng, đặc biệt là hôm nay giá cả nó đang có phần là hơi cao. Như trước mặt anh chị mình đây là những cái màu sơn phối lại của Hết, như là màu bạc bóng nè, màu đen đỏ hay là màu xám xi măng phía sau. Thì giá hôm nay bản zin của nó từ bản đặc biệt thì nó khoảng tầm 38-39 triệu, còn đối với phiên bản tiêu chuẩn ở bánh căm thì nó khoảng 36 đó, giá hơi cao nha. Thì mấy nay phụ trợ nó không có hàng nhiều cho nên giá rất là tăng. Và phụ trợ này có hỗ trợ trả góp cho mình luôn, chỉ cần trả trước khoảng 7 triệu trở lên thì mình có thể sở hữu ngay. Đối với những cái màu sơn độ như thế này, anh chị mình chỉ cần trả trước cũng khoảng 7-8 triệu. Nhưng mà cái màu này thì là cộng thêm giá tiền nha. Ví dụ như xe là 38 thì mình cộng thêm cái màu này khoảng 3 triệu nữa. Và Hết sẽ hỗ trợ cho mình ra cái cạc quẹt y chang như cái màu mà mình thích. Giống như bạc đen thì ra ngay bạc đen, hoặc là đen đỏ thì ra ngay cạc quẹt là đen đỏ luôn nha. Hết sẽ hỗ trợ cho mình cái phần giấy tờ đó. Thì nhìn sơ qua thì cái con đen đỏ này sẽ lấy cái phong cách từ con Way Y 125 đời 2022 đó, Hết sẽ phối màu lại y chang như vậy. Ở đây chỉ cần sơn lại cái lốc hay là thay cái chữ Future thành chữ Way Y nữa thì giống y chang như con Way Thái luôn, và có giá rẻ hơn gấp đôi so với Way Thái nha. Mẫu này thì đang được anh em mình săn đón rất là nhiều đó. Ngoài ra thì những cái màu sơn đổ đây thì hôm nay tại Hết Thành Hiếu Chào Vinh thì đang có đầy đủ các màu, như là phiên bản cao cấp có màu trắng nè, màu đỏ nè, phiên bản đặc biệt thì màu đen nhám và màu xanh gieo, bản tiêu chuẩn là màu xanh dương bánh căm, đang có đầy đủ hết trơn nha. Anh chị nào ở khu vực Chào Vinh mình quan tâm cái dòng Future này có thể ghé trực tiếp Hết Thành Hiếu để xem mẫu xe cũng như nhận cái giá ưu đãi nhất nha. Rồi tiếp theo là những cái mẫu SH Mod dành cho các chị gái đây. Thì hôm nay giá đang rất là tốt, dao động khoảng từ 60 cho đến 69 triệu thôi. Đó, có đầy đủ các màu sắc luôn và một số màu sơn lại của Hết luôn. Anh chị thích màu nào là có màu đó nha. Thấy màu này rất là lạ luôn ha. Đối với SH Mod này mình trả trước khoảng 15 triệu là nhận xe ngay nha. Có căn cước công dân, lên hồ sơ khoảng 20 phút là nhận xe liền. Và lãi suất đang rất là hấp dẫn luôn, khoảng 0.79% thôi. Đó, mình nhận ngay con SH Mod mà sang xịn như thế này luôn nha. Thì hôm nay nó có các màu sắc, như ở phiên bản cao cấp thì có màu xanh nè, màu đỏ nè, trang bị thắng ABS cho mình luôn nha. Và giá thì khoảng chưa tới 70 triệu đâu,
giá rất là tốt luôn. Rồi bản tiêu chuẩn thì có màu trắng, màu xanh, màu đỏ, giá cũng chưa tới 61 triệu. Đó, anh chị em nào đang có thích mẫu SH Mod thì ghé hết Thành Hiếu Trà Vinh lấy ngay trong thời điểm này luôn, giá rất là tốt luôn nha. Ngoài những cái chương trình khuyến mãi trong tháng 3 này ra thì khi mà anh chị mình mua tại hết Thành Hiếu Trà Vinh thì mình sẽ nhận được bộ quà tặng của cửa hàng như là nón bảo hiểm nè, áo mưa, áo chùm xe, móc khóa các kiểu, quá trời quà luôn. Và đặc biệt cái là mua xe trúng xe là trên app My Honda Cộng á, mình mua xe cái mình kích hoạt bảo hành là mình được quay thưởng, có cơ hội là trúng thêm chiếc xe nữa nha. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Và đặc biệt khi mà mua hai cái dòng xe đó là Honda Vision và Wayanfa thì sẽ được hỗ trợ cho mình là 0% lãi suất. Đó, trong thời gian này, trong tháng 3 này, anh chị nào đang có quan tâm những cái hai cái dòng xe này mình ghé mình lấy liền luôn nha, đang chạy chương trình không lãi suất, mua là lời luôn. Rồi thì đó là về những cái chương trình khuyến mãi trong tháng 3 tại hết Thành Hiếu Trà Vinh, cũng như là những cái mẫu xe mà đang được quan tâm nhiều ở trong tháng này. Thì anh chị mình thích mẫu nào cứ ghé trực tiếp lại hết, hoặc là để lại số điện thoại Hiếu liên hệ cho mình luôn nha. Và clip sau Hiếu sẽ cập nhật lên cho anh chị mình xem mẫu Vision và mẫu SH lớn đó, để cho mình tham khảo cũng như là cái giá tốt nhất trên thời điểm hiện tại luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha.